Xin kính chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh của em nha. Rất vui khi gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Thì trong video ngày hôm nay, em chia sẻ với cô chú, anh chị lại cái tình hình của cái cây mai sau 7 ngày chúng ta phun thuốc rụng lá mai. Cũng như là sẽ chia sẻ với cô chú, anh chị lại về cái loại thuốc phun rụng lá, cũng như là cái quy trình phun như thế nào và cái cách chăm sóc cây mai trước và sau khi lãi lá như thế nào. Đó là những cái điều mà cô chú anh chị đặc biệt quan tâm trong cái giai đoạn này, để mà cuối năm cô chú anh chị áp dụng trên cái cây mai vàng của mình để mà chơi Tết ha. Đó rồi, thì cái cây mai này của em là sử dụng thuốc rụng lá mai cách đây 7 ngày. Thì hôm nay em quay lại cho cô chú anh chị xem. Thì các cái nụ trên cây nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Đó, và hôm nay các cái nụ của nó đã bắt đầu bung vỏ chấu rồi nè cô chú anh chị. Đó, bắt đầu bung quả chấu rồi. Thì hôm nay là 22 tây tháng 12 dương lịch, thì còn 8 ngày 9 ngày nữa là Tết Tây. Đó, thì hôm nay nó bắt đầu bung quả chấu dần là vừa hết cô chú anh chị. Là làm sao là tới 1 tây tháng 1 năm 2024 dương lịch nó nở là đón Tết được hết cô chú anh chị. Đó, đón Tết dương lịch nha. Đó, rồi thì cô chú anh chị xem các cái nụ của nó nè. Đó, chúng ta phun thuốc rụng lá nó không có ảnh hưởng gì tới nụ hết đây, mà nó ngược lại nó càng giúp cho cái nụ chúng ta nó nở đều, nó nở đều và đẹp. Đó cô chú anh chị xem nè, cái nụ của nó ha. Đó, các cái cành nhánh của nó hoàn toàn là các cái nụ nó không có bị ảnh hưởng gì hết, không có bị rụng nụ nha. Đó, chúng ta phun rụng lá, cái lá nó rụng tự nhiên. Đó, cái lá xanh nó rụng tự nhiên, nó rụng từ khi cái lá xanh, chứ không phải là nó rụng mà chúng ta phun thuốc cái kiểu mà nó rụng, nó bị cháy lá từ lưa hết trơn rồi nó mới rụng. Cái đó là nó hại nha cô chú anh chị. Còn cái này là cái lá nó vẫn xanh, nó rụng bình thường. Ở chúng ta đụng vào nó rụng bình thường thì cái đó là nó tốt cho cây ha. Đó cô chú anh chị xem các cái nút nụ nó lên, thậm chí có một số nút bự thì nó hôm nay nó đã bắt đầu lên búp rồi nè. Đó, lên búp 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 xanh này nè. Đó. Đó rồi, thì cái loại thuốc em phun em có chia sẻ trước đó cho cô chú chị đó. Đó, cái vỏ còn để đây nè. Đó, cái loại thuốc phun nè, mát lô nè, rụng lá mai. Này là chuyên dùng rụng lá mai nha cô chú anh chị, còn rụng các cái lá khác thì em chưa có nghiên cứu nha, tại vì em chưa có sử dụng trên cây khác, chưa thử nghiệm. Còn cô chú anh chị nào mà muốn thử nghiệm cây khác á, thì cô chú anh chị có thể thử nghiệm nha. Tại vì hồi sáng có ông anh hỏi là phun rụng qua giấy được không, thì em chưa có áp dụng cho nên em chưa có biết ha. Còn cái loại này thì em áp dụng cho cái cây mai em mùa rồi và mùa này, cho nên là em có biết, em chia sẻ được. Còn loại nào em không biết, em không chắc thì em không chia sẻ nha cô chú anh chị. Đó, mình chia sẻ lên thì phải chia sẻ thực tế, có sử dụng thì mới chia sẻ được ha. Đó, để mà cô chú anh chị làm theo nó đạt hiệu quả. Đó, cái này là nó cứ ghi là rụng lá thông minh ha. Đó, của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ nông nghiệp Việt. Đó, gói này 100g thì pha được cho 8 lít nước. Đó, sử dụng một gói 100g pha bình 8 lít nước. Và em xin nhắc lại cô chú anh chị về cái công dụng của nó. Đó, công dụng của nó là làm rụng lá tự nhiên, không gây suy cây, không ảnh hưởng đến hoa nè ha. Đó, thì cô chú anh chị xem rồi đó, không ảnh hưởng đến hoa là cái thực tế đó ha. Nó đang phát triển bình thường, tất cả các nụ hoa nó đang phát triển bình thường, không vấn đề gì hết, không ảnh hưởng gì hết ha. Đó, rồi sau khi rụng lá, sau khi sử dụng 2 ngày lá sẽ rụng, 5 đến 7 ngày lá bắt đầu rụng nhiều. Đó, thì bây giờ em chia sẻ cô chú anh chị nè, là khi mà cô chú anh chị dự định đi, em ví dụ nha, dự định là mình sẽ cho cái cây đó rụng hết lá vào ngày 15 đi, thì khoảng 2 hoặc 3 ngày trước đó cô chú anh chị có thể phun được rồi. Đó, có thể phun thuốc rụng lá này được rồi. Đó, và trước khi phun á thì cô chú anh chị thường thắc mắc là chúng ta có xiết nước, tưới nước không. Đó, thì nếu mà tốt nhất á, thì nếu mà cô chú anh chị định là thí dụ hôm nay là thứ sáu cô chú anh chị phun đi, đó là vào sáng ngày thứ năm cô chú anh chị tưới đẫm cho nó một cái, tưới đẫm cho nó một cái vào sáng ngày thứ năm, và trưa ngày thứ sáu khi trời nắng gắt lên thì cô chú anh chị tiến hành phun thuốc rụng lá mai cho nó ha. Đó, đó là cái cách chúng ta phun. Và sau khi chúng ta phun thuốc rụng lá mai thì chúng ta sẽ không tưới nước nữa khoảng 2 đến 3 ngày. Đó là khoảng đến ngày 15 đi em thí dụ,
12 cô chú chị phun hoặc 13 cô chú chị phun đi. Tới ngày 15 là cái ngày cô chú chị quyết định là nó lãi lá để mà tùy theo cái nụ nó lớn nhỏ để mà chơi Tết. Thì tới ngày hôm đó thí dụ mà nó rụng còn một số lá thì chúng ta sẽ lãi thủ công nha cô chú anh chị. Chứ nó có thể là nó sẽ không rụng 100% nha. Đó. Và khi mà lãi thủ công đó thì cũng rất là dễ lãi, tại vì khi mà chúng ta phun cái thuốc này rồi thì cái lá nó cô chú anh chị chỉ cần đụng nhẹ ngón tay là nó rụng rồi. Đó. Và lưu ý với cô chú anh chị là sử dụng cho cây khỏe mạnh ha. Cây yếu giảm liều. Cây yếu thì ghi trong đây giảm liều, nhưng mà em lưu ý cho cô chú anh chị luôn. Nếu mà cây yếu thì chúng ta không nên sử dụng, và chúng ta cũng không nên chơi Tết luôn nha cô chú anh chị. Không nên chơi Tết luôn. Những cây yếu cô chú anh chị nên dưỡng đi. Nếu mà cô chú anh chị sử dụng cây yếu để mà chơi qua Tết nữa thì qua Tết một cái nữa là cây có thể là nó suy, nó chết luôn nha cô chú anh chị. Chú anh chị đừng có sử dụng cái cây yếu để mà chơi Tết nha. Đó, chơi Tết là xong là cái cây đi luôn á. Đó. Đó. Rồi. Và cái lưu ý khi sử dụng, trong đây người ta có ghi nè, sử dụng lúc nắng tốt, chỉ dùng một lần. Đó. Sau khi sử dụng trong 2 giờ, nếu có mưa thì nên tưới lại. Đó, thì nếu mà cô chú chị phun thuốc trong vòng 2 tiếng đồng hồ ha, là 120 phút đó, nếu mà trời mưa. Trong vòng 120 phút đó trời mưa thì chúng ta phun lại, còn sau 120 phút đó trời mưa thì không cần phun. Đó, đơn giản vậy ha cô chú anh chị. Đó. Là về cái quy trình phun, em xin nhắc lại với cô chú anh chị nè, là thí dụ hôm nay phun thì sáng ngày hôm qua chúng ta tưới đẫm cho nó, rồi hôm nay phun là chúng ta sẽ không tưới nước nữa. Đó, như vậy ha cô chú anh chị. Đó là cái cách để đầu tiên là về nước ha. Đó, rồi đến cái ngày mà chúng ta mặc định là lãi lá đó, thì nếu mà còn ít lá thì chúng ta lãi thủ công. Đó, cho nó hết lá trong cái ngày đó để cho nó nở đều. Chứ chúng ta không đợi nó qua 17, 18 gì mà còn lá thì chúng ta mới lãi, thì như vậy nó sẽ hơi muộn ha cô chú anh chị. Đó. Và một số cái lưu ý sau khi lãi lá cái cây mai nữa, là sau khi lãi lá thì cô chú anh chị vẫn sử dụng cái thuốc sâu và bọ chỉ cô chú anh chị phun. Thì cô chú anh chị vẫn sử dụng cái thuốc mà cái gói đặc trị bọ chỉ đó, với cái lại cái gói là Map Juno em chia sẻ đó, thì hai gói đó cô chú anh chị vẫn cộng chung, pha chung với nhau phun. Và chúng ta sẽ không phun mancozan nữa nghe cô chú anh chị. Sau khi lãi lá sẽ không phun mancozan nha. Đó. Rồi, và một điều nữa là sau khi lãi lá thì cô chú anh chị vẫn để cây mai ở ngoài nắng, chứ không đem vô mát nha. Chứ không đem vô mát, cô chú anh chị lưu ý nha. Để ngoài nắng, nắng càng nhiều càng tốt. Đó. Còn mà thí dụ á, thí dụ cái cây mai cô chú anh chị mà có dấu hiệu nó nở sớm thì chúng ta có thể đem vô mát. Đem vô mát thì nó sẽ làm chậm cái quá trình nở lại. Đó. Cái đó là cái kinh nghiệm cá nhân hay cô chú anh chị. Cô chú anh chị nếu mà thấy hợp lý thì có thể áp dụng, và cô chú anh chị có thể tham khảo ở bất kỳ đâu xem nó có đúng hay không. Đúng thì áp dụng, còn không đúng thì thôi ha cô chú anh chị. Đó. Và sau khi lãi lá xong, đến cái ngày nó rụng hết lá đó, thì cô chú anh chị tưới nước lại cho nó một quận nha. Cô chú anh chị tưới nước lại từ trên thân cành cho đến dưới gốc cho nó có độ ẩm, rồi chúng ta để đó, chúng ta sẽ không tưới nhiều nữa. Chúng ta chỉ lâu lâu chúng ta mới thấy nó khô quá thì chúng ta giữ ẩm cho nó chút thôi ha. Đó, đó là cái vấn đề về sau khi sử dụng cái thuốc rụng lá. Rồi, và một số cô chú anh chị cũng có thắc mắc nữa là sau khi sử dụng đó thì chúng ta có phun thuốc dưỡng hay là thuốc phân gì nữa không? Thì thông thường á là sau khi mà lãi lá rồi xong rồi đó thì chỉ phun sâu bọ chỉ thôi, em không phun thuốc dưỡng, thuốc cái gì nữa. Mà trừ khi là khi mà tới mà cái hoa nó là đã bắt đầu bung rồi đó, thì nếu mà cô chú anh chị muốn nó giữ lâu á, thì chúng ta có thể sử dụng thuốc chống rụng cánh hoa để chúng ta phun đó. Và bình thường thì khoảng 5 ngày cô chú anh chị phun sâu bọ chỉ cho em là được rồi, chứ không cần phun dưỡng hoặc là tưới dưỡng nữa. Còn hoặc là nếu mà cô chú anh chị có muốn tưới dưỡng nữa thì chúng ta có thể tưới cái dưỡng rễ thôi, dưỡng rễ lỏng một lần thôi, như N3M đó cô chú anh chị. Đó, đó là cái cách làm của em ha. Đó, thì đó là một số cái lưu ý khi mà chúng ta sau khi lãi lá chúng ta chăm sóc như thế nào, và cũng như là cái cách lãi lá ha. Đó, thì cái cây này cái cây lớn nè, còn hai cây nhỏ em quên quay cho cô chú anh chị xem nữa. Đây, hai cây nhỏ nè. Đó, hai cây mini để bàn nè. Đó, hôm nay cô chú anh chị thấy nè, nút nụ nó lên nè. Đó, nó rất là đều, nó không có bị hư bất kỳ một cái nụ nào hết nha cô chú anh chị. Đó, phun thuốc nó không có bị hư bất kỳ một cái nụ nào hết. Đó. Đó, và những cái thuốc, loại thuốc bây giờ nó rất là tiện. Đó, một số cô chú anh chị sợ suy cây thì em có chia sẻ rồi đó.
Si cây là do cô chú anh chị sử dụng trên cái cây suy sẵn, hoặc là sau khi sử dụng cô chú anh chị chơi Tết cô chú anh chị bỏ bê không chăm sóc nó, chứ không phải là do chúng ta phun thuốc rụng lá nó suy nha, cô chú anh chị lưu ý nha. Đó đó thì cây nè, chúng ta phun nè, cái nụ nó, nụ nào còn nguyên nụ đó, không có nụ nào bị rụng, nó chỉ rụng lá thôi. Đó là một cái nghiên cứu của các kỹ sư, người ta nghiên cứu nó rụng lá, chứ mà nếu mà phun mà rụng bông nữa thì phun người ta nghiên cứu ra làm gì, đúng không cô chú anh chị? Đó thì chứ cái loại thuốc này thì chúng ta phun thì chúng ta sẽ tiết kiệm được công rải lá rất là nhiều, tại vì cái tiền, ví dụ cô chú anh chị thuê người ta rải lá, cái tiền công rải lá rất là dữ luôn, thậm chí có vườn thuê rải lá thôi là 10 mấy 20 triệu tiền công rải lá, tại vì nhiều cây mà thuê rất là nhiều người thì nó tốn rất là nhiều, riêng mà khi sử dụng cái thuốc này thì nó tiết kiệm nhiều, tại vì một gói nó có 20 mấy ngàn à, mà chúng ta sử dụng được cho ví dụ cái cây như thế này nè, cây như thế này là khoảng 6 cây đó cô chú anh chị, em phun là chắc khoảng 6 cây đó, thì chúng ta lại tiết kiệm rất là nhiều, 20 mấy ngàn mà phun được 6 cây, trong khi đó cô chú anh chị mướn rải lá một cây như vậy thì người ta thường tính ngày, hoặc là nếu mà tính cây thì cây gì chắc cũng tầm 20 ngàn đó, tầm 20 ngàn, 6 cây 100 mấy rồi đó, thì do nên là phun nó rất là tiết kiệm, và cái nụ nó cũng không có bị ảnh hưởng gì, cây nó cũng không có bị ảnh hưởng đó. Thì cái đó là cái chia sẻ của cá nhân em nha cô chú anh chị đó, là và cái cây này thì năm trước em cũng có sử dụng nè đó, và năm nay vẫn sử dụng và vẫn lên nụ đều, cây vẫn phát triển bình thường nha đó. Cái này là thực tế tại vườn của em chia sẻ thực tế nha đó, cô chú anh chị xem và có thể tham khảo áp dụng. Rồi thì cái video em hôm nay chia sẻ xin được phép tạm dừng tại đây ha. Nếu cô chú có cần em hỗ trợ thêm một cái vấn đề gì đó thì cô chú anh chị có thể liên hệ số điện thoại trên màn hình, số 0939300282. Cô chú anh chị có thể gọi hoặc là nhắn tin kết bạn Zalo cũng là số điện thoại đó luôn. Thì em thông thường là các cô chú anh chị gọi hoặc nhắn tin cho em là em thường hỗ trợ cô chú anh chị hết, không có mà không hỗ trợ ai hết ha cô chú anh chị đó. Rồi thì em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mình trong các cái video tiếp theo nha.